Rồi, bài số 4 này cũng sẽ cần giải quyết vấn đề như thế nào đây ạ? Nhóm số 4 đâu nhỉ? Alo. Em đây ạ. Ok rồi, vào nhóm số 4 ạ. Em thưa cô là đầu tiên là tính VAT đầu ra. Tính excise duty trước, người nhớ nhé, ở đây là gì ạ, người nhớ nhé, nó trong trình tự tính thuế này sẽ luôn luôn được tính toán, gọi là đầu tiên xác định xem là cho phát sinh cái nghĩa vụ kê khai tính thuế cơ quan nào đã, đúng không ạ, và theo đúng trình tự là gì ạ, sẽ lần lượt đúng không ạ, nếu mà cơ quan hải quan thì là import này, import duty này, rồi excise duty, rồi VAT, đúng không ạ, còn đối với taxation authority thì cũng là gì ạ, theo trình tự là gì ạ? Excise duty trước và VAT sau nhé, rồi trường hợp này sẽ có phát sinh nghĩa vụ kê khai đối với cơ quan nào đây? Em thưa cô là tiên là tính thuế tiêu dùng đặc biệt ạ. Thuế tiêu đặc biệt đúng không ạ, Thuế mà tiêu thụ đặc biệt ạ. kê khai cho cơ quan thuế nào ạ, à, cho cơ quan nào, hải quan custom authority hay là taxation authority đây, Cơ quan hải quan ạ. cái hải quan ý hả, À, cái hải... nghiệp vụ nào ạ, nghiệp vụ nào là hải quan đây ạ, nhập là trường hợp này là có phải kê khai đối với hải quan không? Taxations đúng không ạ? Taxations authority, cơ quan thuế đúng không ạ? Ok, rồi cơ quan thuế nào sẽ kê khai những cái loại thuế nào ở đây ạ? đầu tiên là thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Excise duty. Ok, rồi. Excise duty thì thế nào đây ạ? Đầu tiên là lấy 6.000 nhân với cả 35.000 chia cho tổng của một Cái cộng này là cái 45. gì ạ? Cái này là cái gì ạ? 6.000 là cái gì đây ạ? 6.000 là 6 tấn đổi ra kg ấy. 6 tấn đổi ra kg là fresh tobacco hay là của tobacco ạ? Của tobacco ạ. Tobacco đúng không? Ok, rồi bạn tính cái này là gọi là input excise duty đúng không? Vâng. Rồi, excise duty, input excise duty. Ok, rồi là bằng 90 triệu. Ok, rồi tiếp tục ạ. 6 tấn thuốc lá này sản xuất ra định mức là 0,03 kg một bao nên là sản xuất được 200.000 bao. Rồi, tiếp tục ạ. Tiếp theo là ủy thác xuất khẩu 10.000 bao thì sẽ không phải chịu thuế ạ. Là ủy thác xuất khẩu 10.000 bao ở đâu đây ạ? Ủy thác xuất khẩu 10.000 bao bán cho cơ sở kinh doanh hàng xuất khẩu ạ. Là sell all the cigarette produce này in which you're interested to export đúng không ạ? 10.000 Vâng. bao ok là non-taxable chính xác đúng không ạ? Rồi tiếp tục ạ. Tiếp là bán cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu 20.000 bao thì cũng không phải chịu ạ. Chính xác là non-taxable chính xác ạ. Tiếp tục ạ. Số còn lại thì sẽ lấy 200.000 trừ đi 10.000 với cả 20.000 bên trên thì còn 170.000 nhân với cả giá bán là 8.750 một bao chia cho tổng 1 cộng 75% nhân với cả 75% ạ thì sẽ ra là 300 à 637,5 triệu ạ. Ok, chính xác. Rồi, tiếp tục ạ. Với cả deduction sẽ là 90 triệu ban đầu chia cho 200.000 nhân với cả 170.000 ạ thì Bởi vì sẽ sao ra lại là 90.000 chia cho 270.000 ạ? 90 triệu. Sao lại là 90 triệu mà nhân con số này ạ? Vì sao lại tính khấu trừ như thế này ạ? Vì chia cho số số bao sản xuất được ban đầu ấy. Nghĩa là trong trường hợp này là 90 triệu là cái số thuế của nguyên liệu đấy, đúng không ạ? Của nguyên liệu là Vâng. sản xuất ra bao nhiêu bao ạ? Ra 200.000 bao. Mà cái số lượng bao chịu thuế là bằng bao nhiêu ạ? 170.000 ạ. Đúng rồi, đúng không ạ? Là 170.000, đúng không ạ? Như vậy chỉ được khấu trừ là 76,5 thôi, hoàn toàn chính xác. Đúng không ạ? Ok. Rồi Tiếp như vậy con theo số là rồi tiếp tục đến nào ạ? xuất bán 4 tấn thuốc lá với giá là 43.750 đồng một thì sẽ tính là 4 4 tấn sẽ đổi ra thành 4.000 kg nhân với cả 43,750 đấy em viết nhầm hay không? 750 đúng không ạ? Ok. Rồi.
chia cho 1 cộng với cả cái thuế là 75% đối Ừ. với thương lái ạ. Ừ. Xong nhân với cả 75% thì Ừ. em ra số lại. Ra 74,9 triệu đúng không? Ờ. Em Ok. biết hết ra. Rồi ok, rồi. Rồi Thì chính xác. tổng thuế tiêu thụ đặc biệt phải trả thì sẽ là bằng 637,5 triệu ở bên trên ấy. Ừ. Trừ đi 76,6 triệu Ừ. cộng với cả 74,9 ạ. Ừ, chính xác, Dạ 74,9 tổng. đúng không ạ? Ra bao nhiêu đây ạ? Và 635,8 đúng không? 8,14 đấy, đúng không ạ? 8. Ok, rồi hoàn toàn chính xác. Rồi, tiếp tục bạn đến VAT thì sao? VAT đầu tiên là tính output ạ. Ừ. Output thế nào đấy ạ? Đầu tiên là bán xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu 10.000 bao ấy thì sẽ chịu thuế là 0%, Ừ, đúng rồi, chính xác. 50% sẽ bằng Ừ. 0. Ừ. Tiếp theo là bán 20.000 cho hàng kinh doanh sản xuất Ừ. xuất khẩu thì Ừ. sẽ chịu thuế là 10%, Ừ. 6.800 một hộp thì sẽ Ừ. là 13,6 triệu. Ừ. Tiếp theo số còn lại thì sẽ bán thì còn là 170.000 bán 170.000 bao bán đi Ừ. nhân với cả giá là 8.750 nhân với cả thuế Ừ. là 10% thì sẽ Ừ. ra 100 đấy ạ. Ừ, Xong chính rồi xác. tiếp theo là xuất bán 4 tấn thì em lại đổi ra 4 tấn thành 4.000 kg ạ. Nhân với cả 43,750 nhân 10% thì sẽ ra 17,5 triệu. Tổng thì sẽ là ba cái số cộng vào với nhau thì ra Ok. 19,85 triệu. Ok, rồi chính xác ạ. Rồi, Ok. theo là khấu trừ ạ. Khấu Ừ. trừ thì mình mua 6.000 tấn thuốc lá tươi từ của nông dân Ừ. thì sẽ chịu thuế là 10% với Ừ. cả 15 triệu đồng một tấn Ừ. thì tính ra sẽ là 15.000 một kg ấy. Ừ. Sau rồi nhân với 6.000 ra 9 triệu. Ừ, cái này có được khấu trừ không? Đối với gọi là mua thuốc lá tươi của nông dân ấy, farmers. Có được không? Thứ nhất là farmers họ có cái gọi là VAT invoice cho mình không? Không ạ. Không thể, đúng không ạ? Và đây là có thể là gì ạ? Giá là giá trên list ấy, nhưng mà on the list anh em chỉ gọi là bảng kê thôi. Đúng không ạ? Vậy là đây là diện thứ nhất đó là gì ạ? Là cái ông farmer này ông ta sẽ không thể nào có được gọi là VAT invoice cho mình cả, là cái hóa đơn giá trị gia tăng cho mình cả. Và thứ hai là cái fresh tobacco leaf ấy, là nó là cái sản phẩm là cái lá tươi đúng không ạ? Nó là sản phẩm trồng trọt đấy. Trồng trọt mà là gì ạ? Mới có sơ chế thôi, hoặc là chưa qua chế biến gì cả. Do ông farmer này trực tiếp bán ra thì nó là đối tượng không chịu thuế khi bán ra. Vậy trường hợp này nó sẽ là sao? Non creditable, đúng không ạ? Nó sẽ không được khấu trừ đâu nhá. Đó. Ok. Rồi. Tiếp rồi, cái kia là của mua tobacco của manufacturer được khấu trừ này, 21 triệu. Ok. AR bằng bao nhiêu đây ạ? À? 20 triệu. Ừ, 20 triệu. Rồi, tổng đầu vào được khấu trừ bằng bao nhiêu đây? Bỏ Tổng cái 9 bằng triệu đi đúng không ạ? 21 cộng với cả 20 Ừ, là là bằng bao nhiêu? 41 triệu. 41 triệu chính xác, đúng không ạ? Rồi. Như vậy sẽ có số thuế phải bằng bao nhiêu đây? Bằng 138,85 triệu. Ừ, 138,85. Đúng không ạ? Ok, rồi. Cảm ơn nhóm số 4 ạ. Rồi. Rồi về cơ bản là chúng ta hoàn làm hoàn toàn chính xác rồi, đúng không ạ? Chỉ nhầm lẫn một chút liên quan đến cái vấn đề liên quan đến creditable input VAT đối với fresh tobacco leaf thôi, đúng không ạ? Còn lại các vấn đề khác rồi. Nhóm số 4 là hoàn toàn chính xác, đúng không ạ? Cô nói nhanh một chút về cái bài số 4 này nhé, đó là gì ạ? Là ở đây bạn sẽ xem một loạt các nghiệp vụ thì thấy là gì ạ? Doanh nghiệp sẽ có phát sinh nghĩa vụ kê khai tính thuế cho cơ quan thuế, Taxation Authority. Đầu tiên liên quan đến gọi là excise duty nhé. Thì ra tính mà tính thuế đầu ra này, tính gọi là excise output, excise duty đấy. Nó giống như VAT, có nghĩa là output excise duty nó còn liên quan đến các nghiệp vụ bán ra, đúng không ạ? Thì đầu tiên ấy đó là gì ạ? Entrusted to export, đúng không ạ? Đó là ủy thác xuất khẩu là 10.000 hộp, đúng không ạ? Là đối tượng là non taxable, đúng không ạ? Non taxable. Đối với excise duty là non taxable, đúng không ạ? Thứ hai là gì ạ? Bán cho cái gọi là gì ạ? Business establishment for export under the contract, đúng không ạ? Là bán cho doanh nghiệp xuất khẩu để xuất khẩu theo đầu kinh tế đã ký là 20.000 hộp cũng là non taxable, đúng không ạ? Số còn lại bán nội địa, đúng không ạ? Thì ở đây là gì ạ? Đối với số còn lại bán nội địa thì chúng ta sẽ xem là chúng ta đã sản xuất được bao nhiêu. Thì như thế là gì ạ? Xuất kho là 6 tấn, đúng không ạ? 6 tấn thuốc lá khô đấy, đúng không? Thuốc lá sợi đấy, đúng không ạ? Để sản xuất ra bao nhiêu ạ? Để sản xuất thuốc lá điếu, để gọi là cigarette đấy. Thế thì mức là 0,03 kg,
đúng ạ, thuốc lá, thuốc lá rượu, thuốc lá sợi trên đúng với một bao thuốc lá điếu đúng ạ. Như vậy đối với gọi là 6 tấn thì là 60.000 kg, à 6.000 kg thì ra được tổng cộng là bao nhiêu ạ, là 200.000 đúng ạ, 200.000 bao đúng ạ. Thì số còn lại là bao nhiêu ạ, là 200.000 trừ 10.000 trừ 20.000 là 170.000, chính xác đúng ạ. Thì đối với số thuốc lá điếu mà bán nội địa ấy, thì là phát sinh số thuế tiêu thụ đặc biệt đúng ạ, bằng bao nhiêu đây ạ, bằng bằng là đây ạ, đúng ạ, 170.000 này nhân với 8.750 chia 1 là phần trăm, nhân 75% là 637,5 triệu đúng ạ. Rồi ở đây nó sẽ có phát sinh gọi là excise duty deduction đúng ạ, số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ. Tuy nhiên mọi người sẽ thấy là gì ạ, đối với 6 tấn thuốc lá sợi năm mua về đấy là sản phẩm và đối tượng là chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, như là như vậy là nguyên liệu là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, mua trực tiếp từ người sản xuất khác đúng không ạ, from another manufacturer đúng không ạ. Như vậy là gì ạ, và sử dụng số thuốc lá sợi này đúng không ạ, để sản xuất ra cái gọi là cigarette thì cũng là đối tượng là chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên là gì ạ, chỉ là gì ạ, đối với trường hợp là gì ạ, bán trong nước thôi nhé đúng không ạ, mới là chịu thuế thôi đúng không ạ. Như vậy là gì ạ, sẽ thấy là gì ạ, có phát sinh một cái phần gọi là excise duty deduction là phần thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ đúng không ạ. Còn bao nhiêu đây ạ, là 90 triệu là cái phần thuế tiêu thụ đặc biệt của 6 tấn thuốc lá sợi đấy đúng không ạ, là bằng 90 triệu, và tính là 90 triệu đây rồi đúng không ạ, nhân với là bao nhiêu ạ, 170.000 chia 200.000, hoàn toàn chính xác đúng không ạ, sẽ chỉ được khấu trừ cái phần thuế tiêu thụ đặc biệt của số thuốc lá sợi tương ứng sản xuất ra 170.000 bao đã bán trong nước chịu thuế thôi, còn lại 30.000 bao kia là gì ạ, là đối tượng không chịu thuế, như vậy không được khấu trừ đúng không ạ. Như vậy là bằng bao nhiêu ạ, khấu trừ bao nhiêu ạ, 76.5 đúng chưa, đúng không ạ. Và ra kết quả là chúng ta thấy là gì ạ, ngoài ra sẽ bán 4 tấn thuốc lá sợi nữa đúng không ạ, thì có phát sinh số bán 4 tấn thuốc lá sợi sẽ có phát sinh số thuế tiêu thụ đặc biệt là bao nhiêu ạ, 74.9 đúng không ạ. Và từ đó ra được cái gọi là số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ bằng bao nhiêu ạ, 635.8 được chưa nhỉ. Đối với output, đối với gọi là VAT thì rất là đơn giản rồi đúng không ạ, đối với output VAT này interest thì là bao nhiêu, 0% đúng không ạ, bán cho cơ sở làm sao ạ, xuất khẩu đúng không ạ, thì là vẫn chịu thuế bình thường nhé đúng không ạ, là 13.6 đúng không nhỉ. Rồi đối với gọi là sold domestically đấy đúng không ạ, có phát sinh số thuế đầu ra bằng bao nhiêu ạ, 148,75 đúng không ạ, export đúng không ạ, không phần export and sale đúng không ạ. Như vậy là gì ạ, là 17 chấm bao nhiêu ạ, 17.5, tổng đầu ra bao nhiêu ạ, là 179.85. Đó nhá, thế là liên quan đến output VAT là 179.85 này, đúng không ạ? Đối với input VAT thì như đã nói là gì ạ? Đối với việc là mua thuốc lá lá của nông dân ấy là sẽ không được khấu trừ, đúng không ạ? Đối với việc là mua thuốc lá sợi của người kinh doanh, à, của người sản xuất ấy là from another manufacturer ấy thì có phát sinh số thuế đầu vào được khấu trừ bằng 21 triệu. Đầu vào khác được khấu trừ là 20 triệu, như vậy tổng đầu vào được khấu trừ là 41, đúng không ạ? Và sẽ có phát sinh số thuế phải nộp bằng bao nhiêu đây ạ? À, xin lỗi, để trừ đi 41 này. Đúng không ạ? Ra phát sinh số thuế giá trị tăng phải nộp bằng bao nhiêu ạ? 138.85. Đúng chưa? Được không nhỉ? Ok, nhau là bài số 4, đúng không ạ?
À, thắc mắc bài số 4 gì không? Được không nhỉ? Rồi, bài số 5 ạ. Nào, chúng ta sẽ bài số 5 nhé.